các bạn trẻ, tất cả mọi người cần có trong để có chuẩn bị một tương lai tốt cho mình, đặc biệt là các hệ trẻ hiện nay. Và khi tham gia cuộc thi Miss Teen này, em nghĩ ba điều có thể chuẩn bị cho hành trang cuộc sống của mình. Điều đầu tiên có lẽ là một trái tim, điều thứ hai là tri thức, và điều thứ ba là niềm tin lạc quan của cuộc sống. Em nghĩ chính những điều này sẽ giúp cho em có được những động lực để sống tốt hơn, cũng như có được tri thức để sống, để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn và là một công dân có ích cho xã hội ạ. À, em xin hết. Vâng, một câu trả lời hết sức hoàn chỉnh. Xin cảm ơn. Trước khi trả lời câu hỏi của ban giám khảo, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ban tổ chức, ban giám khảo và toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Nếu có một buổi sáng em được gặp chị Đan Lê và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thì em muốn đi một nơi mà là em đã từng được đi nhưng chỉ là một lần, đó là em muốn đến làng trẻ hữu nghị một lần nữa. Và điều em muốn hỏi đó là cách hoàn thiện một con người. Em xin hết. Vâng, hết sức ngắn gọn. Và đó cũng là điều mà Bảo Ngọc muốn hướng đến trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, cả ba người đều rất xinh đẹp. Mình cảm tin chắc là chị Đan Lê cũng như là Hồng Thị Huyền đã nghe rõ câu trả lời của bạn Bảo Ngọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ứng xử của thí sinh cuối cùng trong 5 thí sinh trong đêm chung kết Miss Teen năm 2010 ngày hôm nay. Xin mời thí sinh Nguyễn Lâm Diễm Trang. Lời đầu tiên, cho em xin gửi lời chào toàn thể quý vị khán giả có trong khán phòng cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Em xin trả lời câu hỏi của mình. Em là một người con và bố mẹ nào thì cũng muốn hướng cho con mình đến một đến mục đích đến tốt nhất. Và thực sự con đường mà bố mẹ lựa chọn không bao giờ là một con đường sai, luôn hướng cho em đến một tương lai tốt đẹp nhất. Nhưng khi bản thân em đã có được một đội chính, mặc dù ở tuổi 18, em thực sự bây giờ em cũng chuẩn bị thi đại học, là một kỳ thi rất là quan trọng đối với em. Em nghĩ điều mà mình yêu thích, mình cố gắng làm được thì mình sẽ có thể làm được. Còn những điều mà những người khác áp đặt cho mình, dù cố gắng như thế nào thì cũng không mang lại được kết quả mỹ mãn. Chính vì vậy em sẽ thuyết phục bố mẹ, em sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy rằng việc em làm là việc đúng và bố mẹ sẽ luôn là người theo sát và ủng hộ em trên con đường em đã chọn. Nếu như có sai thì bố mẹ sẽ là người hướng dẫn và chỉ bảo lại cho em. Em xin hết ạ. Vâng, chúng ta đều lắng nghe về phần ứng xử của thí sinh Hồ Mỹ Linh, thí sinh mang số danh 9. Chào tới ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Em xin được trả lời câu hỏi của mình. Em thấy rằng đất nước Việt Nam là một đất nước rất truyền thống, và vì thế mà đôi khi trong nhà trường hay trong gia đình, mọi người thường cố gắng nhắc đến những vấn đề giới tính một cách kín đáo nhất, và rất nhiều gia đình, rất nhiều nhà trường cũng không hề nhắc đến vấn đề giới tính vì họ cho rằng đó là vẽ đường cho hiêu chạy. Nhưng khán giả đang rất mong ngóng câu trả lời của em. Nhưng em nghĩ rằng ngày nay các bạn trẻ được du nhập với rất nhiều các nền văn hóa, cũng không thể trách được nếu như người ta có tìm hiểu về giới tính, và cái mà chúng ta cần đó là tìm cho hiêu chạy đúng đường hơn. Và em nghĩ là nhà trường và gia đình cần phải có những buổi thảo luận đúng đắn, sôi nổi và không ngại những vấn đề khó. Chỉ có thế thì giới trẻ mới hiểu được kỹ càng hơn, và chỉ có thế chúng em mới trưởng thành, mới lớn hơn và có thể tự biết cách bảo vệ mình. Em xin hết. Vâng, câu
ơn em. Vâng, chúng ta vừa đến với phần thi ứng xử của thí sinh Phan Ngọc Anh, thí sinh đến từ Hà Nội. Và bây giờ chúng tôi xin